Hôm nay sẽ học cái bài mà xác định đúng cái thời điểm để mua cổ phiếu. Khi mà bạn muốn tìm hiểu một cổ phiếu, quan trọng là phải dựa vào phân tích kỹ thuật và biểu đồ để nhận biết tình hình hoạt động của nó. Trong bài này, Bill đã đưa ra một chỉ dẫn cơ bản về cách đặt hiệu biểu đồ và giới thiệu một mô hình biểu đồ phổ biến khi có tay cầm. Biểu đồ quan trọng như thế nào khi lựa chọn cổ phiếu? Chúng ta đều biết câu nói, thời gian là vàng. Câu nói này không chỉ đúng trong cuộc sống mà còn đúng trên thị trường chứng khoán. Biết được thời điểm tốt nhất để mua bán cổ phiếu là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể học được và nên học. Ở ba bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc biểu đồ và diễn biến của cổ phiếu theo ngày hoặc là theo tuần. Các biểu đồ rất cần thiết bởi chúng cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động cổ phiếu trên thị trường. Bạn có thể bỏ lỡ những thông tin quý giá này nếu chỉ tập trung vào các yếu tố cơ bản. Biểu đồ là mô tả bằng hình về diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch, cũng như mối liên hệ giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ của một cổ phiếu. Trên đường giá biểu hiện, mỗi cột thể hiện diễn biến giá của một ngày hoặc là một tuần theo ba biến số. Đỉnh của cột có thể hiện mức giá cao nhất của cổ phiếu giao dịch trong ngày, tức là giá cao trong ngày. Đáy của cột thể hiện giá thấp ở trong ngày, tức là giá thấp trong ngày. Đường cắt trục hoành thể hiện mức giá đóng cửa của cổ phiếu. Đáy của biểu đồ mô tả khối lượng giao dịch trong cùng thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần. Làm thế nào để hiểu được tất cả các cột trên đường cắt đó? Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của cái khối lượng giao dịch. Bây giờ hãy cùng kết hợp khối lượng giao dịch với giá cả. Dễ dàng nhận ra được dấu hiệu tích cực ở trên biểu đồ là một khối lượng giao dịch tăng lớn trước khi giá tăng. Điều này thường chỉ ra ngày tích lũy của các tổ chức lớn đang mua một loại cổ phiếu. Ngược lại, ngày phân phối, các tổ chức lớn đang bán ra một loại cổ phiếu là khối lượng giao dịch tăng khi khi mà cổ phiếu giảm giá. Nếu xu hướng giảm và khối lượng giao dịch cũng giảm đáng kể, nên lo lắng vì khối lượng giao dịch giảm cho thấy cổ phiếu không được bán ra nhiều. Tôi sử dụng cả những chỉ báo kỹ thuật và cơ bản để có những dấu hiệu xuất hiện trên biểu đồ. Về khía cạnh kỹ thuật, có thể dự báo công khai và chuyên nghiệp sự thay đổi trong các nhân tố cơ bản. Điều này đặc biệt đúng khi những cổ phiếu hàng đầu đạt đến đánh giá đỉnh điểm. Một số cổ phiếu có thể tăng lên đến đỉnh điểm trong khi lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận ước tính có vẻ lớn. Trong 45 năm nghiên cứu về cổ phiếu thành công trên thị trường chứng khoán, cùng với việc xem xét những nhân tố cơ bản, chúng tôi tập trung vào các chỉ số kỹ thuật diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch. Thông qua nghiên cứu về biểu đồ của các cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi nhận thấy một điểm chung là vùng củng cố giá hay là biểu đồ hay là kiểu mô hình cơ bản cụ thể đều xuất hiện trong diễn biến giá cổ phiếu. Nó được hình thành trước khi các cổ phiếu đảo chiều và đạt đến mức giá trần mới. Thông thường thì nó bắt nguồn từ đợt điều chỉnh các chỉ số thị trường chung. Biểu đồ của một cổ phiếu tiềm năng có dạng như thế nào khi chuẩn bị đạt đến giá trần mới và tăng 100 đến 200 phần trăm trở lên? Có ba mô hình cơ bản. Một trong mô hình phổ biến là chiếc cốc có tay cầm. Mô hình được đặt tên như vậy bởi vì nó trông giống như chiếc cốc uống cà phê. Khoảng cách từ điểm A đến điểm B là phần đáy bên bên trái được hình thành khi thị trường đi xuống. B là chiếc đáy cốc được hình thành khi thị trường đang ở giai đoạn chuyển mình giữa suy thoái, dập dình và tăng trưởng trong vài tuần. Và từ B đến C là thời điểm giá cổ phiếu tăng ở một ngưỡng nào đó ở dưới mức giá trần cũ. Từ C đến D và E đã tạo ra nên một tay cầm. Toàn bộ khu vực A đến E được gọi là chiếc cốc có tay cầm. Trong nghiên cứu về cổ phiếu thành công, tôi cũng xác định được điểm mua tốt nhất trong một cổ phiếu. Điểm mua tốt nhất thường xuất hiện khi giá cổ phiếu đạt đến giá trần mới. Điểm mua là điểm mức kháng cự thấp nhất, tức là mức kháng cự ở mức giá khuynh hướng chống lại biến động giá cao. Có nghĩa là tại thời điểm đó, giá cổ phiếu có cơ hội lớn nhất để đạt mức giá cao hơn diễn biến khối lượng và giao dịch giá của nó trong quá khứ hiện tại. Trong mô hình chiếc cốc có tay cầm, thời điểm tốt để mua giá cổ phiếu là ngay khi nó đạt mức giao dịch
ở mức 1/8 ở thời điểm mức giá trần trong tay cầm tại thời điểm C, D và E. Chúng tôi gọi nó là điểm mà cổ phiếu đạt giá trần mới, bởi nó thực sự là giá trần mới của toàn bộ giao dịch tay cầm. Trong phần tay cầm thường thấp hơn một chút so với giá trần cũ tại điểm A. Đây là cái biểu đồ của nó. Vậy thì tại sao ông không mua ngay ở thời điểm đáy của chiếc cốc? Mọi người thường thấy không thoải mái khi phải chờ đợi để mua vì cổ phiếu thường có giá cao hơn so với mức khác trong khu vực đáy. Họ hỏi tại sao không mua sớm hơn ở mức giá rẻ hơn để có một giao dịch thành công? Tại sao phải chờ khi cổ phiếu tăng vài điểm trước khi mua? Mục đích không phải là mua ở mức giá rẻ khi cổ phiếu có khả năng tăng biến động lớn, mà là mua đúng thời điểm có cơ hội khiến cổ phiếu tăng giá đáng kể. Thông qua nghiên cứu chi tiết về giá cổ phiếu trong quá khứ, tôi thấy được mua một cổ phiếu ở đúng điểm mua nếu tất cả các nhân tố kỹ thuật cơ bản của nó đều hợp lý và cổ phiếu không giảm 8% so với ban đầu và cơ hội lớn để tăng cao hơn. Nếu làm đúng quy tắc đây thì đây sẽ là điểm ít rủi ro nhất vào ngày cổ phiếu đảo chiều. Khối lượng giao dịch cần phải tăng ít nhất là 50% so với giao dịch trung bình trong hàng ngày. Lượng cần mua của các tổ chức lớn đối với cổ phiếu của bạn và thời điểm mua then chốt này cũng rất quan trọng. Các bạn cổ phiếu độc quyền trên tờ Interbinet thì cho bạn biết tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch mỗi ngày trong biểu đồ của chúng tôi đều nét đứt từ điểm ít đến điểm A, điểm ít đến điểm A thì gọi là xu hướng tăng cao nhất. Những xu hướng phiếu cổ phiếu tăng mạnh giá ít nhất là 30% trong xu hướng tăng cao nhất. Mô hình chia cốc có tay cầm hoàn chỉnh còn ít nhất 7 đến 8 tuần để hình thành từ điểm A đến điểm E. Nếu không, nó có thể thiếu sót và thất bại khi cổ phiếu đảo chiều và mức giá sàn của một cổ phiếu có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng hoặc lâu hơn khoảng 15 tháng. Đa số cổ phiếu giảm 20% đến 30% từ mức giá trần đến đáy cốc, từ A đến B, điểm A đến điểm B đâu, A đến điểm B đây. Đa số cổ phiếu giảm từ 20% đến 30% từ mức giá trần đến đáy cốc, từ A đến B. Các phần tay cầm có thể chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, từ 1 đến 2 tuần và kéo dài trong một vài tuần và hướng xuống giá sàn. Điều này nhằm mục đích là điều chỉnh giá ra khỏi xu hướng giảm. Các tay cầm hợp lý hiếm khi kéo giá xuống 10-15%. Chúng thường thể hiện khối lượng giao dịch giảm không chúng thường thể hiện là khối lượng giao dịch giảm, không có cổ phiếu bán ra hoặc là số vùng thay đổi không đáng kể trong một vài tuần. Đó là tín hiệu tiêu cực, tích cực. Đó là tín hiệu tích cực. Lý thuyết có vẻ rõ ràng, nhưng diễn biến của cổ phiếu có thể thật sự hình thành ở mô hình như vậy. Một ví dụ điển hình về mô hình chiếc cốc có tay cầm là về cổ phiếu Microsoft trong tháng 1 năm 1991. Một tuần trước khi đạt ở mức giá trần mới, nó tiếp tục tăng giá gấp đôi xem biểu đồ. Tại thời điểm đó thì chỉ số EPS của Microsoft là 99 và sức mạnh giá tương đối là 96. Nó giảm trong 6 tuần từ điểm A, dao động xuống đáy cốc của ở điểm B, bình ổn giá vào tháng 11 điểm C, và sau đó là thành một tay cầm rất hẹp điểm D và điểm E. D và điểm E. Trong năm 6 tuần, lưu ý là tay cầm ở nửa trên của toàn bộ mô hình, các điểm C, D và E. Tôi đặt mũi tên trong 6 tuần khác nhau dọc theo phần đáy, hướng theo phần khối lượng giao dịch thể hiện ở đáy biểu đồ, tăng từ tuần trước đó và giá cũng tăng. 2 tuần có khối lượng giao dịch lớn nhất là các tuần giá tăng với giá đóng cửa đạt đỉnh điểm trong tuần. Hãy lưu ý thời điểm khối lượng giao dịch giảm đi rất nhiều ở tháng 12, khối lượng thấp nhất vào hàng tuần và biến động giá nhỏ vào cuối tháng 12, đầu tháng 1. Điểm mua chính xác của bạn là phần đỉnh tay cầm. Tuy
không phải là giá thấp nhất, nhưng nó sẽ hứa hẹn sẽ tăng cao. Đó là lý do tại sao bạn phải chờ đợi cổ phiếu đạt đến giá này khi bạn mua. Dù bạn đã quen với điều đó, dù bạn có vẻ đáng lo ngại, lạ lẫm và khó tin rằng cách tốt nhất mua cổ phiếu khi nó đạt gần ở mức giá trần. Thực tế, có 98% nhà đầu tư cá nhân không bao giờ làm theo cách này, và đó là lý do tại sao một số ít từng sở hữu hoặc đầu tư toàn bộ vốn và cổ phiếu luôn thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nên nhớ, mua cổ phiếu ở giá trần mới là mua ở mức cổ phiếu có sức mạnh đang tăng lên. Là mô hình của nó ABCDE, và trong cuốn sách đã nói rõ rằng điểm mua chính xác là phần đỉnh của tay cầm. Đấy. Trong giai đoạn 6 tuần từ điểm A thì nó dao động xuống đáy cốc điểm B và bình ổn giá vào trong vào điểm C. Bình ổn giá vào điểm C. Và sau đó nó hình thành tay cầm rất hẹp, đó là điểm D và điểm E. D và điểm E. Trong 5-6 tuần, lưu ý rằng tay cầm ở nửa trên toàn bộ mô hình, các điểm C và E. Trong cái mô hình này thì B là phần đáy cốc được hình thành khi thị trường ở giai đoạn chuyển mình suy thoái, dập dần và tăng trưởng trong vài tuần. Còn điểm B và điểm E là thời điểm giá cổ phiếu tăng ở một ngưỡng nào đó dưới mức giá trần cũ. C đến D và E đã tạo ra một tay cầm. Còn một khu vực A đến E được gọi là chi cốc có tay cầm.